được định vị đẳng cấp bậc nhất Phú Mỹ Hưng cũng như là dự án duy nhất đủ lớn, rộng khoảng 5,7 ha. Được biết, được đầu tư khu siêu tiện ích đầy đủ, đa dạng, tiện nghi và đặc quyền dành cho cư dân. Mỗi khối nhà M8A, M8B đều sở hữu chuỗi tiện ích riêng biệt và nhiều điểm nhấn riêng về kiến trúc, thiết kế. Tổng diện tích sàn dành cho các tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng gym, yoga tại The Peak lên đến gần 3.000 m², tương đương tỷ lệ 10% diện tích đất xây dựng công trình. Trong từng hạng mục tiện ích, Phú Mỹ Hưng đều chú trọng vào sự bố trí hợp lý, tính công năng, giá trị view nhìn. Từ tầng trệt, theo phương đứng là chuỗi tiện ích được bố trí liên hoàn trên nhiều mặt bằng khác nhau, có trong nhà, ngoài trời, đảm bảo ở mọi khung giờ, dù mùa mưa hay nắng, cư dân đều có thể sử dụng. Nếu như ở khối nhà M8B, tháp tiện ích đa tầng, tầng trệt 3, 4, 6 và tầng mái kết nối liền mạch với nhau như một ngọn đồi hùng vĩ, thì với M8A, Phú Mỹ Hưng đầu tư đến 2 tầng tiện ích, tầng 3 và 4. Đặc biệt, bộ siêu tiện ích M8A hầu hết đều hướng tầm nhìn thẳng view sông và Sakura Park, giúp cư dân dễ dàng tận hưởng và ngắm cảnh quan. Được biết sở hữu chuỗi tiện ích trong nhà đa lứa tuổi, đa trải nghiệm như phòng gym, phòng chơi trẻ em, phòng cộng đồng, phòng tập võ, phòng yoga, phòng game, phòng spa, khu vực đọc sách, phòng góp giả lập. Đặc biệt, những tiện ích dành cho trẻ em tại dự án được Phú Mỹ Hưng đầu tư chăm chút khi bố trí những không gian đầy màu sắc sáng tạo. Với thiết kế thân thiện, vật liệu an toàn được chọn lọc kỹ càng, giúp kích thích sự vận động và trí tưởng tượng để trẻ tha hồ vui chơi, khám phá. Có thể nói, The Peak đã chinh phục cư dân ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi không gian thoáng mát và rộng rãi của khu vực sảnh nhờ độ cao trần 8 m. Nổi bật nhất giữa không gian là đàn chùm sảnh Enlet được lấy cảm hứng từ những hạt mưa rơi, hài hòa với không gian cảnh quan phía bên ngoài. Điểm thu hút kế đến chính là sảnh hành lang căn hộ với chiều rộng 2,2 m. Hệ thống đèn trần hành lang cảm biến tự động giúp khách hàng có những trải nghiệm như bước vào không gian của resort đẳng cấp. Bên cạnh đó, The Peak còn có chuỗi tiện ích ngoài trời với hàng loạt những công trình ấn tượng. Bể bơi vô cực, thiết kế cong mềm mại, mang đến cảm giác như đang bơi ngay dưới lòng sông cả cấm. Vườn nội khu rộng 4.000 m² với hơn 100 loài thực vật mang phong cách xen Nhật Bản. Vườn chân mây đa dạng các loại cây xanh, thêm một địa điểm thư giãn lý tưởng dành cho gia đình. Thác nước nhân tạo cao 10 m được ốp hoàn thiện bằng đá tự nhiên, đá kim sa đen, xẻ rãnh. Đài phun nước trung tâm chu vi 52 m với hiệu ứng phun nước hướng tâm kết hợp hệ thống ánh sáng tạo cảm giác quy tụ và lan tỏa, đem lại sức sống cho cửa ngõ dự án. Cầu cổng chào kết nối hai block A và D với view nhìn 360 độ thoáng đãng. Mình cảm thấy nó rất là bất ngờ. Thứ nhất là cái tiện ích nó bàn giao rất là tốt, rất là tuyệt vời. Nó giống như một cái khách sạn 5 sao vậy. Và những cái facility, những cái gì đó nó rất là chỉnh chu, nó rất là go to detail, nó rất là chi tiết, từng cái một được take care rất là tốt. Midtown này của Phú Mỹ Hưng làm thấy rất là tốt, cũng cung cấp đầy đủ hết những cái chức năng, rồi cộng với là những tiện ích cho một cái khu đô thị ven sông mới. Và tại lễ trao giải Việt Nam Property Award năm 2021, The Peak được vinh danh tại hạng mục The Best High-End Condo Landscape Architectural Design, dự án căn hộ có thiết kế cảnh quan xuất sắc nhất. Hiện chỉ còn chưa đến 5% sản phẩm cuối cùng và đẹp nhất thuộc The Peak, tất cả đều sở hữu view nhìn đắt giá, trực diện sông cảnh quan và Sakura Park. Như một đặc quyền, thêm giá trị trải nghiệm cho khách hàng khi thời gian tới, Phú Mỹ Hưng tiếp tục giới thiệu những căn hộ hoàn thiện nội thất mới ngay tại dự án theo phong cách luxury, contemporary, art deco, semi indulgent và chương trình ưu đãi đặc quyền từ 15 đối tác ngân hàng thiết kế nội thất dành riêng cho cư dân và khách hàng được biết. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 028 5411 8888 để tìm hiểu thêm về dự án và tham quan trực tiếp công trình nhé.